Hello, xin chào tất cả các bạn. Vô tình mình đọc được vài bài đăng, vài bài xin kiếm đồ đã mất, kiếm người thân, dự báo tương lai vân vân từ một cái có tên là kinh dịch. Vậy thì vì tôi muốn biết, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem kinh dịch thật ra là gì và nó có thật sự hiệu quả như lời đồn hay là không nhé các bạn. Vẫn câu nói cũ, phương châm của kênh mình là dễ nghe, dễ hiểu, dễ chơi, dễ trúng thưởng. Tuy nhiên, kinh dịch này phức tạp thật sự nha các bạn. Người ta phải học và nghiên cứu rất rất nhiều mới có thể nắm được. Vậy cho nên, video này không nhằm múa rìu qua mắt thợ, mà là nhận định cơ bản về kinh dịch nha các bạn. Đầu tiên thì kinh dịch là một bộ sách kinh điển nằm trong ngũ kinh của Trung Hoa. Còn ngũ kinh là gì? Thì hiểu đơn giản nó bao gồm 5 cuốn thuộc top selling ở Trung Quốc do Khổng Tử soạn thảo và vẫn có giá trị đến tận ngày nay. Nó bao gồm văn thơ, truyền thuyết, biến cố lịch sử, lễ nghi phép tắc, tư tưởng triết học, giáo dục vân vân, túm lại là tất tần tật mọi thứ. Và trong tất tần tật đó lại lòi ra cái kinh dịch chúng ta nghiên cứu ngày hôm nay. Kinh trong Trung Hoa cổ đại có nghĩa là quy tắc, là bền vững, có thể hiểu rằng những quy luật tạo hóa không bao giờ thay đổi. Dịch có nghĩa là sự vận hành, thay đổi bên trong của sự vật, vật thể nào đó mới làm cho chúng thay đổi mà thôi. Kinh dịch phân làm 3 tầng khái niệm cơ bản là bất dịch, biến dịch và giản dịch. Bất dịch hiểu đơn giản là mọi việc thay đổi kiểu gì thì cũng tuân theo một quy luật chung của vũ trụ. Còn biến dịch thì như kiểu các vật thể phải tự thay đổi mà thích nghi, không thì sẽ tèo theo thời gian. Giản dịch là cách con người nắm được các quy luật vũ trụ mà giải thích mọi thứ ở đời, nghe giống như kiểu khoa học đời sống đó các bạn. Không riêng gì ngày này đâu, ngày xưa kinh dịch cũng được xem như hệ thống bói toán vậy đó các bạn, như bói bài, chỉ tay, tarot các kiểu, nhưng sau đó nó mới phát triển thành mọi vấn đề trong xã hội bởi các triết học gia Trung Hoa. Có thể ai cũng biết rằng kinh dịch dựa vào 64 quẻ mà suy đoán sự vật, sự việc dựa vào tâm động của cá nhân người đó. Như kiểu đột nhiên bạn thấy bất an, cảm giác như đầu có hiện tượng nhú sừng vào đúng giờ đó, ngày đó, khắc đó, thì sẽ có một quẻ tương ứng vận vô người bạn. Và những người nghiên cứu về kinh dịch, họ sẽ có cách xem quẻ đó là tốt hay xấu, sừng bạn cảm giác đó có thiệt hay là không. Tuy nhiên, ít ai biết được cách 64 quẻ này hình thành. Mình có thể giải thích đơn giản như thế này nhé. Đầu tiên thì khởi nguồn của mọi thứ ở trạng thái vô cực, giống như ban đầu chỉ có vũ trụ, trái đất hay sự sống chưa hình thành nha các bạn. Sau vụ nổ Big Bang thì bắt đầu hình thành lên vật chất, các vật thể, các cá thể được xem như là giai đoạn thái cực. Từ thái cực sinh ra lưỡng nghi, nghĩa là bắt đầu có âm dương, có nếp có tẻ. Trong kinh dịch thì dương là đường thẳng dài, âm là đường đứt giữa. Theo sách vở mà nói thì âm tượng trưng cho bóng tối, màu đen, lạnh, trũng thấp, màn đêm, ánh trăng, mùa đông vân vân. Dương tượng trưng cho ánh sáng, màu trắng, đỏ, nóng, vùng cao, ban ngày, mặt trời, mùa hạ vân vân. Chúng luôn bảo trì cân đối và không thể tách rời nhau. Một khi hai vật thể này không thể đạt được trạng thái cân bằng hoặc bị tách rời đều là sẽ mang đến trạng thái không tốt cho môi trường và con người. Lưỡng nghi này chưa có hai cái chấm nha các bạn. Sau này sẽ xuất hiện thêm hai cái chấm đó gọi là tứ tượng, nghĩa là lòi ra thêm thiếu âm và thiếu dương. Cái này được giải thích như kiểu trong âm có dương, trong dương có âm, trong đám người xấu sẽ xuất hiện người tốt, trong nhóm người tốt cũng sẽ có người xấu, đâu ai chung tình được mãi, chẳng ai gọi là hoàn hảo cả. Các bạn cứ nhìn vào hình sẽ dễ hình dung hơn rất nhiều nha. Sau cái tứ tượng này thì âm dương ghép tá lạ với nhau sẽ ra được bát quái. Bát quái này tượng trưng cho 8 quẻ đơn rất quan trọng, đó chính là can, khôn, đoài, ly, chấn, khảm, cấn, tốn. Cái mà các kinh dịch dựa vào để phán đoán chưa phải là cái quẻ này nhé các bạn. 8 quẻ đơn này đem tổ hợp chồng chéo lên nhau, tiếp tục hình thành ra quẻ kép do 8 x 8 bằng 64 quẻ. Đây chính là cái mà người ta đem ra đọc quẻ này nha các bạn. Tiếp đến thì một cái quẻ nó sẽ hình như thế này. Mình ví dụ luôn một quẻ tên là Thủy Thiên Nhu nha. Như lấy mình cho các bạn coi thì bát quái là 3 vạch đúng không? Thì một quẻ kép sẽ là 6 vạch như quẻ này chẳng hạn. Do nó được tổ hợp với nhau bằng cách lấy bát quái đặt vào hình đồ gì đó nữa. 6 vạch này người ta gọi là 6 hào trong một quẻ. 3 hào dưới được xem là nội quái, nghĩa là thay đổi bên trong. 3 hào trên được gọi là ngoại quái, nghĩa là tác động từ bên ngoài. Đấy, tiên trách kỷ hậu trách nhân, kiểu gì thì cũng do bản thân mình trước, tác động bên ngoài là một phần thôi. Sau khi có được hình dạng tên quẻ, người ta mới dựa vào đó phân tích quẻ này. Quẻ là không cố định, nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, hoàn cảnh, sự vật, sự việc khác nhau mà ý nghĩa quẻ có thể sẽ khác đi. Như Thủy Thiên Nhu, chúng ta đang ví dụ. Có nghĩa là hiểm đằng trước, thuận theo, quây quần, tụ hội, vui hội, cứu xét, trầu về, quân tử hoan hội chi tượng, quân tử vui vẻ hội họp, ăn uống chờ đợi. Cá nhân chúng ta không phải là người nghiên cứu về kinh dịch nên có nghe cách nghĩa cũng mông lung khó hiểu đúng không các bạn? Vì sao dùng nó lại có thể đoán được sự vật và nó có chính xác hay là không? Tất nhiên đã là phán đoán thì chính xác chỉ có đóng vai trò tương đối chứ không thể nào nói là chính xác 100% được.
kinh dịch cũng có thể xem là mang tính chất khoa học, nghiên cứu khá cao, không mê tín mụ mị như bói toán. Kinh dịch gồm 6 hào, sẽ có các hào tương ứng liên quan tới mốc thời gian như quá khứ, hiện tại và tương lai trong quẻ đó. Nhờ đó mà dựa vào quá khứ của quẻ để tiếp tục đoán đến tương lai. Vì theo kinh dịch, quy luật của vũ trụ không đổi, thì có thể hiểu rằng việc A xảy ra nếu không có gì thay đổi thì sẽ kéo theo việc B. Chẳng hạn như bạn vô tình thì nếu không có gì thay đổi, một thời gian sau bạn gái của bạn sẽ kiếm được người quan tâm hơn, tốt hơn vậy đó. Tất nhiên mọi sự mang tính chất tương đối mà thôi. Còn theo bạn thì kinh dịch là như thế nào? Cùng comment phía bên dưới cho mọi người biết nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video này. Xin chào và hẹn gặp lại.